Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều điều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ đã cố gắng cách mấy, cũng không mấy cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp, xứng đáng một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng chúng ta luôn biết cố gắng với những mục tiêu mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng trong cuộc sống. Hiện tại thì ta sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 chỉ ra rằng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để được biết vận trình cụ thể của người tuổi Ất Tỵ, những cơ hội, khó khăn và những phương án hóa giải, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy đặt lịch liên hệ theo số điện thoại hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Một, tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh này là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, đồng thời hộ thân tăng cường, vận khí giúp ta đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2 năm 2021, tức ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có được kết quả cao. Những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới,
ngày giờ cưới hỏi để được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Các anh chị và các bạn hãy để lại thông tin bên dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 2. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965. Trong tháng 2 âm lịch năm 2021, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn tính toán kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không bao giờ thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ rất thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành một thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 2 cho thấy, tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá thực sự e rằng khó. Trong công việc, bản mệnh cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn, hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bị bi quan, tiêu cực thì chưa chắc bạn đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn nữa, sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Ất Tỵ nên chú ý đến hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Tân âm kim, gặp Tỵ âm hỏa, gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, trong công việc và sự nghiệp cũng tiến triển tốt hơn. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt hơn. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí, giúp bạn vạn sự hanh thông, tốt lành. 3. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ. Đối với hầu hết những người Ất Tỵ sinh năm 1965 thì may mắn chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua, sự nghiệp của bản mệnh. Nếu bạn là một Ất Tỵ tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận, ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. 5. Tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Ất Tỵ sinh năm 1965 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề về tiền bạc đúng cách và không đầu tư bất kỳ tiền bạc của bạn vào một dự án duy nhất mà phân ra để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, bạn có thể bị trộm hoặc cướp giật mất. Để may mắn thuận lợi hơn,
những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. 5. Tình cảm gia đạo của tuổi Ất Tỵ. Tháng này mối quan hệ các thành viên trong gia đình bạn không được tốt, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy làm những tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân bạn. Ngoài ra, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ này và quản lý nó. Những người bạn đời bên cạnh bây giờ đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải nghe theo mình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình vòng tam giáp khai vận của phong thủy lộc tài. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. 6. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ. Tháng này, tình hình sức khỏe của Ất Tỵ sinh năm 1965 có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù là lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu bạn đang đi ra nước ngoài, bạn nên hoãn lại. Nếu bạn mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không được ăn uống bừa bãi, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao phù hợp theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, bạn hãy chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mình đang phải gánh chịu. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường được sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ cần mang bên mình vòng tam giáp khai vận, Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam giáp khai vận của phong thủy lộc tài được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, phong thủy lộc tài vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Ất Tỵ năm 1965. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không. Làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị được thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.